Cuộc sống ngày càng hiện đại, phát triển, người trẻ càng cảm thấy có nhiều áp lực nên thường có xu hướng tìm đến những điều nhẹ nhàng, thanh tịnh để giải tỏa căng thẳng. Bên cạnh đó, khi nhận thức được ăn chay là một biện pháp thiết thực để bảo vệ môi trường thì xu hướng người trẻ ăn chay càng trở nên phổ biến. Tọa lạc dưới lòng phố cổ Hà Nội, trong không gian đậm hồn Việt, nhà hàng chay và cà phê Kasaya được xây dựng với lối kiến trúc 8 tầng gây ấn tượng mạnh mẽ, cùng thiết kế độc đáo hình vạt cà sa được trải dài từ trên xuống cổng đón khách, nhưng cũng vô cùng tối giản ở bên trong để mang đến sự yên tĩnh đúng nghĩa, nhấn vào nghệ thuật sử dụng ánh sáng hiệu quả để khơi dậy cảm giác ấm cúng, quen thuộc. Xuyên suốt trong kiến trúc không gian của Kasaya là hình ảnh cây tre, kiến trúc thân thuộc, cũng là biểu trưng cho sự dung dị, thanh tao với đủ trường tồn như sức khỏe của thực khách được chăm chút khi đến đây. Khi mà nhà mình lên thực đơn thì nhà mình cũng mong muốn là mang cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam được vươn xa hơn thế giới. Thế cho nên là khi mà nhà mình làm thì nhà mình cũng làm các cái món đồ chay nó khá là đặc biệt. Ví dụ như là món stick, thế nhưng mà stick thì nó lại từ nấm hồ thủ này, hay là món gỏi quấn kiwi, hay là những cái món như là tất bát, cà sa thì nó đều là những cái món rất là lạ. Nhưng mà khi mà mình ăn thì mình sẽ cảm nhận cái hương vị là vừa lạ vừa quen. Ở Kasaya, nghệ thuật tự ẩm thực Hà Thành cũng được thể hiện qua những món chay ngon, gửi vào từng món ăn hơi thở văn hóa, tinh thần khởi nguồn từ nguyên liệu của cây cỏ thiên nhiên, bình dị và an lành. Cùng với đó, phương pháp chế biến nguyên liệu cũng được chú trọng để làm sao món ăn luôn giữ lại được tất cả những tinh túy từ tự nhiên. Đây là một trong những nhà hàng yêu thích của chúng tôi khi đến Việt Nam. Thức ăn rất ngon và tươi mới, đặc biệt chúng tôi rất thích ăn chay. Bên cạnh đấy, chúng tôi còn thích thiết kế và kiến trúc của nhà hàng bởi nó rất đặc biệt. Dịch vụ ở đây cũng rất tốt nữa. Ăn chay và sống tối giản dần trở thành xu thế khi con người muốn tìm về chăm sóc bên trong, thân tâm trí nhiều hơn. Ẩm thực chay cũng dần được nâng cấp, đáp ứng được những nhu cầu từ ăn uống bình thường cho tới những bữa tiệc cao cấp. Từ đó, ẩm thực chay nói riêng và văn hóa Việt nói chung sẽ mang đến làn gió mới chạm tới giới mùa điệu.